người thì Toàn đang gọt chia lưới nha. Hơi bị đỉnh á, gọt hơi bị đỉnh á. Gọt rồi không không có thịt đâu, thấy vỏ không? Ngon ta chia lưới này ngon không? Dạ đâu rồi? Sao video nào làm ẩm thực cho anh cũng có đây chứ? Không có, nãy nó mới đứng chào kêu ra làm mày gọt tiếp coi mày nó chỉ chào có. Nó chào không rồi mày cứ làm không có 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 người kỳ cục quá vậy nhớ không là nó mất tiêu rồi chứ đi bán xài đó rồi để tao kiếm ơi tao này tao này rồi mày gọt mày coi chừng á mày coi chừng cái lóng tay mày á cái tỉ lên tính cái gì đầu bạc hay vậy có đâu mượn hậu chế xíu đi rồi đi một chuyện xíu một tâm sự tâm sự với mọi người xíu đi đi mỗi lần la thì có mà tâm sự đàng hoàng nha không có nó bậy nha sao nó bậy được mình vậy đó chuẩn bị có này mình có ăn nhậu gì đâu mà tối ngày đè đầu mình nó chơi hoài à. Nhất là chó Toàn nó cứ có ngày nó cứ suối ba bậy ba đi cho chơi mình vậy đó thì bây giờ thì mình có cái này á đầu chơi nó nè ấy ra đây nhả ra đây nhả trò chống gì vậy làm ra con chuột nó chết kìa tao mới heavy xe cán chết nè này mọi người gì quay vậy máu me không gì nó mới bị xe cán kìa ơi cứu em bé đi giục nó đi hay ý ê cái gì bận lắm con chuột chết thì giục làm gì uống để hú quắc vậy giờ tính ăn hay gì ba không đang ghê tao không có sát xanh biết chuột gì mà tao không có sát xanh nhưng mà mày nãy mày thấy nó chơi tao nó chọt tao tưởng tao dính trong quần luôn ai da ai da ai da ai da ai da chơi cái vụ mà uống sâu hả mày á chó không chơi đâu nó chơi nó bày trò đó ok mọi người thì bây giờ mày cho tao mượn đây mày chịu hợp tác tao thôi em dục thôi uống mà làm cái gì chuột chết có gì đâu tổng cái chuột nó đang làm cho không vô cho chữ chiêu dầu cùng gì nè giờ là có chuột sống sao không sợ mới được cái xe cán cái đó trời ơi chuột sống hả nuôi chuột hamster nó không dám bắt luôn nó đi giao chuột ở dưới mày thấy mày thấy không cánh gượng nó chưa mày thấy đi mày hiểu mày thấy cảnh đi bán chuột với sóc trăng nó chưa ok mọi người chưa thấy cái cảnh mà tòng nhỏ hơn nghe mọi người chưa thấy cái cảnh mà tòng nó sợ chuột nó chạy đâu nó ủng hộ cho anh thiệt cuộc đời anh sao nó đen đuổi như cái mõm chó vậy sao vậy nó mẹ bị quay đầu chơi hoài thì giờ có này thì giúp anh cái đi nó tội nghiệp quá con chuột này dục đi ơi sao vậy anh em không à chơi hoài vậy ủa sao anh em không rồi tự nhiên kêu nhát chuột rồi đi nè đi coi clip này okay. Mọi người chưa thấy cái cảnh đi Sóc Trăng mà nó đi bán chuột á mà phải chở mình theo mình bắt chuột á nó mới bắt nó nuôi đó hình như nó quải vậy bị bơm hàng á đồng xanh giấu đi xanh xương ta lần ê lần thêm gái cái gì để tiền điện không à tao chưa mày giấu đi ok thì bây giờ Toàn với lại anh em mình đang gọt bao những cái trái cây rồi đó đúng rồi đó làm gì hoài trời mít làm mỗi làm tiếp chân chút ăn dẹo rồi lấy dao gọt giùm thằng Toàn này dẹo ai mượn đi gọt cho ba ơi gọt xíu nhằn nhằn hoài đi vô đây nè dẹo đi vô đây gọt nè tôi tính mày kỳ cục với Toàn gọt này trái luôn rồi đó để dán cho tao gọt cho tao làm xíu cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tự hỏi rằng sẽ có thể nào bữa nay chạy đâu vậy nó sợ con chuột giờ đi qua đây con chuột vô làm gì vậy chết rồi hết chạy rồi chạy nhanh chú bảy chết mẹ
mày với tao. Mày đứng lại. Mày tù tội kìa, mày đứng lại. Dạ. 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 Rồi, rồi. Để em nhanh, để em nhanh. Chạy kìa. Ông hỏi tao không cho bạn cái cây đó. Ôi. Mày ăn không? Không ăn cái cây không? Cái cây thôi. Em chụp đi. Dục ơi. Đi đâu? Sao trời nó em mệt chứ vậy? Bây giờ mày không lo là tao không cho bạn cái cây đó. Trường chạy chảnh đừng lấy em. Kiếm thêm con chuột nữa được. Biết đường kiếm không? Không. Không thôi. Phải kiếm cái chấm đó. Kiếm thêm được không? Kiếm bao giờ? Hey. Kiếm cục sình, kiếm cục sình, kiếm cục sình. Móc bự lên, cục bự lên. Mày làm gì ngoài hả? Nó núp kìa. Cái hay mày vô đó mày lặn đó mày núp được hả? Ôi trời, cục sình kỳ ngộ vậy. Y cục. Nè Tôn. Dạ anh đưa đường chuột đi. Nấu cục xịn vô. Mày đeo. Dục đi Dẹp ơi. Dục rồi. Dục ơi. Rồi thấy không? Lên đi. Nói giỡn hoài trời. Giỡn ta nói chuyện giỡn hoài trời giỡn ta được. Dục rồi. Chứ giỡn ta được giỡn lại cái vậy. Dục mày lên cái cây nè. Chứ mà cháy nên. Chứ tao chơi tao có cháy đâu. Đúng rồi. Trời đâu cháy đâu nãy quýnh như con chó giờ không cháy đâu. Đâu có cháy đâu. Cái cháy đâu. Cái chuyện tâm linh mày đem mày đi giỡn chi mày vậy rồi ai không sợ. Tâm linh nào? Mày nói tôi chết. Nói chết rồi thì anh ơi em ghé đi. Vậy gặp chưa có ba mẹ còn yêu thương mà thương. Ai biểu em giết hư tiệt mặt chi? Ừ. Ai giết? Anh giết chứ ai? Không ăn nào ghiền nhậu đi giết cái kiểu đó hết đi. Em là anh nhận sẵn rồi em quên giết con. Ba tao bay từ từ tao tính sổ nữa nè. Dữ à. Cái thằng cổ đen đó từ từ tao lụm mày luôn. Em đâu biết gì đâu. Đi lên. Lên trái cây đi. Dục rồi. Vậy là mốt mà không giỡn với tao nữa nha. Tao có giỡn mày đâu. Sao mày chùi tao chết? Ai chùi mày chết? Mày chỉ nói hư đã mày nói tôi chết. Đi lên đi. Không giỡn đi. Trời ơi té. Đi cũng lên xong. Rửa mình mấy cái liều lên. Liều lên. Con chuột là gì mày sợ? Con chuột thôi làm gì sợ vậy? Mày chết mày với tao. Nè tao ơi tao. Bắt lại tao. Con chó này nó chạy sẵn luôn á. Sao bắt nó lại vậy? Té kìa. Trời được luôn. Chơi luôn hay vậy? Để cái bóp cho tao ơi. Tao cũng chơi luôn. Đấy, xuống đi. Giúp cho cái gì? Tao đồng nghiệp nó vậy? Bây giờ. Đồng nghiệp nó không chơi nó nữa đi. Ở đó thôi. Dục trời. Nói được rồi nha. Biết. Chứ có gì đâu. Mà quá lên em lấy cái cây nè. Sâu không nước sâu không vậy? Anh em đứng lại nói chuyện coi. Chảy máu giò. Hồi nãy bị mày hột đít nó chi? Nè. Tội nghiệp không? Ai biết hồi nãy mày hột đít nó chi vậy tụi? Tao có hột đâu. Cái gì? Mình sáng hột mà. Mình sáng hột sao nãy giờ mày chạy vậy? À. Bỏ áo nó bỏ quên tay lại tao. Quên tay lại tao. Yeah.
Đâu rồi? Đâu rồi? Sao tiêu rồi? Coi trời. Rồi lặn đâu tiêu rồi? Ủa anh cho nó hay nó cho nó nữa? Tao biết nè. Sao mệt dữ vậy? Rồi vậy anh đỡ em qua cái vậy anh. Xong mẹ cái quần rồi. Mày đi kia đi. Em nhảy qua là chụp nha. Để mình cái pha mạo hiểm này mình rửa quay lại. Nhiều khi mình có té mọi người cũng biết nha. Cũng biết. Mẹ là còn gì nữa. Trời mát kìa. Trời mát luôn kìa. Trời mát kìa. Ủa trời mát kìa. Nãy giờ nó gượt con chạy quá chạy quá anh. Tự nhiên nó gượt con chạy quá chạy nãy giờ nè. Đầu quýnh rồi. Chứ đâu. Chứ nhé chuột con rồi. Nào ông thật á mà nó lạnh. Cái gì vậy? Con quỷ nó chạy kìa. Kè nha. Kè nha. Kè 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 kè. Băng ca băng ca. À, quả báo đó mốt đựng cho người ta không? Nó cũng chạy nữa hả? Còn xài chiếc lá luôn. Đứng kìa. Đứng kìa. Lên nè cu. Vui không? Nó vậy nói gì chú ạ? Nó lại mắng vốn cả, nó cầm chuột ngược nó gì kìa. Sao bữa chú nhớ đằng bữa cho cá sấu không? Rõ ràng nó là mấy con nó sợ gì? Tao đây không sợ con gì hết. Bây giờ mày nói gì Toàn? Hả? Hả? Có nói không? Bữa đó có nói không? Giờ mày xin lỗi tao đi. Chuột trong túi nào xin lỗi tao đi. Toàn. Giỡn hoài. Mày xin lỗi tao đi. Xin lỗi. Chuột trong túi tao nè. Xin lỗi tao. Lỗi. Lỗi ai? Lỗi nhã. Xin lỗi ai? Lỗi nhã. Sao bữa mày nói mày không sợ con gì hết trơn mà? Không có, nó giỡn á. Giỡn cho mọi người vui á. Thôi dẹo bỏ đi dẹo. Cầm nó đi, cầm nó đi. Cầm con chuột đó đi. À! Cái lá. Cái sống nữa hay gì? Nó giữ hoài mày ơi. Nó mệt quá à. Đi đắng đi con, cho anh cầm chuột đắng á. Chú Khánh gỡ ràng không? Bữa gỡ ràng nữa. Ê, trò này tao không có bài nha, tao quay thôi nha. Tao đâu cho bài trò này. Tại mày gây hù chút quán với thằng Danh. Bài chảy máu giò này kia đâm gai đâm nè. Tội nghiệp thiệt á. Cái xin gì nghe thật đến tội. Ba con binh con nữa. Binh mày hả? Binh vô đầu mày á. Đây là ba của Toàn đây. Ba của Toàn đây. Bữa gõ gạn không? Nó láo. Nó nói là nó không sợ. Con mới tức con mới chơi đó. Ừ. Không, nãy Danh nó cầm chuột trước rồi, nó kêu con chơi đi. Con tính dục rồi. Tháng này ba kêu dế nhủi cho con ha. Con gì? Dế nhủi á. Anh em không mà chơi nhau rồi. Anh nói anh con không sợ mà. Ờ. Con gì? Dế nhủi mới sợ xinh xương à. Ba con đó tao đập chạy luôn. Chạy ha, ha. Đúng vậy ha. Thôi. Thôi đi Vũ Khánh ơi. Dế hồn nữa. Vũ Khánh. Thôi, nhủi đi. Thôi. Ok mọi người thì mình xin kết thúc cái video này tại đây nha mọi người. Chí nhủ với ơi không biết nữa. Nếu người thấy hay bấm like lên ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Tặng với nhủ với bye bye. Hồi đi.